Xin chào các bác. Hôm nay Cần Câu Cá Khánh Dơ sẽ mang tới các bác một sản phẩm chính hãng Shimano, hàng xuất xứ tại Malaysia và tên của nó là Shimano Alavio. Có các size là 4.000 này, 6.000 đấy và 8.000 là tốt nhất đây. Đấy. Đấy. Và cái con máy này thì đây, trên lấy con này, tạm lấy con này đó nhá. Đây. Thì con này là quyển đặc điểm của con Shimano Alavio này ấy, thì nó có một cuộn cước 150m chính hãng tặng, chứ không phải là cước của nhà quấn đâu nhá. Đấy là cước của hãng quấn chứ Khánh không phải Khánh Dâu quấn nhá. Đấy, đây là con 6.000 này. Thực ra ấy, con 6.000 này với con 8.000 này ấy, là hai con nó gọi là tương đương nhau. Đấy. Nó tương đương nhau thôi. Gần như là nó chỉ khác ở cái lô thôi nhá. Đấy, nó tương đương nhau. Nên giá nó cũng xem nhau thôi. Đấy, còn đây là con 4.000 thì size nó nhỏ hơn rất là nhiều, rất là xinh. Đấy, vẫn có tặng cước 150m. Đấy. Đấy, anh em nhìn kỹ nhá. Cối bánh răng tay quay của nó bằng kim loại hết này. Đấy, cối kim loại này. Quay thì cực kỳ bon luôn. Đấy, nhìn chưa, quay ít. Quay ít luôn đấy. Đấy. Đây và đây mình sẽ lấy đại diện con 6.000 này. Hiện đây thì có con Daiwa chính hãng. Con Daisuke này. Để núi này vào sau nhé. Đấy và lên lấy mình sẽ lấy con 6.000 này nhé. Để lắp vào cần cho anh em xem. Con Daisuke. Hàng chính hãng Daiwa đấy. Quen bát Fuji nhưng mà con này nó đang hơi khoai một cái là bát cao. Nhưng mà anh em làm đấy ấy, thì mình vẫn hỗ trợ hạ bát, công hạ bát cho bình thường. Đấy, để mình sẽ lắp. Để này cho anh em dễ nhìn nhé. Để mình sẽ lắp lại. Đấy. Đây, để mình quay cận. Đấy, đây và sau khi lắp vào thì nó sẽ như này. Đấy. Rất là đẹp. Anh em nhìn chưa? Đấy, tay quay này, cần này. Quen bát Fuji. Để giới thiệu lên cho anh em cầm nhé. Đấy, Blackshot. Và đảm bảo là cái hàng này thì giá đảm bảo nhất thị trường luôn, cạnh tranh với thị trường luôn đấy. Thì anh em cứ thoải mái gọi điện hoặc là inbox thử hỏi mình ra mình trả lời nhé. Cái giá nó đặc biệt luôn, thị trường không ai có luôn. Đấy. Đấy. Hàng thì lúc nào cũng có nhiều, mấy nghìn cũng có và cần thì bao giờ cũng có luôn. Đấy nên là anh em cứ tha hồ lựa chọn, đặt hàng thoải mái. Nhưng mà cần thì đã lâu cho Khánh Dâu hoặc là nhắn tin vào fanpage để cho để có nhân viên bên Khánh Dâu tư vấn. Đấy. Cảm ơn các bác đã quan tâm video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.